Dạ alo, em xin kính chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác con đồng hồ tạ lê size đại. Cực đại luôn các bác. Đây các bác có thể xem này, những con treo tường bên cạnh đây. Các bác có thể so sánh qua. Em cứ thật vào đo xung quanh. Thêm một tí nữa. Các bác có thể thấy 92 chứ các bác nhá. Chiều ngang nhá. Ngang là 38 chứ các bác nhá. Các bác có thể thấy xuấn quẩy. Các vết đồng vẫn còn theo thời gian. Đây các bác có thể thấy. Các bác có thấy thần á nát đây. Các bác chơi 10 con thì theo em là nên chơi một con thôi. Đây các bác xem bộ máy bên trong. Máy thêm một tí nữa là thành máy tủ cây các bạn. Hai quả tạ đây các bác. Các bác treo con này lên phải, có khi phải cảnh báo nguy hiểm, các cháu rơi vào đầu chết dở. Ngựa như các bác nhá, ngựa ở trong này. Các bác có thấy ngựa ở trong này. Đây. Nguyên cái vách sau này dày 5 phân các bác. 5 phân. Còn vỏ nguyên tít. Nguyên đai nguyên kiện. Giá trị mặt thời gian thì các bác biết rồi. Cái lớp đồng này nó lên tất cả. Bọn em vẫn để nguyên si. Bác nào muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì cứ liên hệ trực tiếp bên em. Các bác có thấy cái mặt cũng phải có vết theo thời gian này, các bạn. Mà 30 phút đếm chung lần này, các bạn. Các bác treo 5-10 con tạ lê ở nhà nhưng mà các bác treo một con này thì khỏi phải nghĩ luôn các bạn. Các bác có thể thấy xích của nó vẫn còn vết theo thời gian. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ giúp em vào số điện thoại 0856 893 888 nha các bác nhé. Đây, các bác nhìn mặt của nó. Không còn gì điểm chê nào các bạn. Xuất sắc luôn, sắn quẩy. To. Đây, các bác có thể thấy cái tay cái của em này. Đấy. To hơn con tay cái của em. Bác nào hỏi size đại, có size đại, không những đại mà lại đại của đại ấy các bác. Rồi, xin chào các bác nhé.